Nếu quý vị gặp một trường hợp cấp cứu, hãy gọi ngay 911. Những người bị suy yếu thính lực có thể gọi số 268-3673 để vào Teletype. Một viên chức phụ trách thông tin về cấp cứu sẽ hỏi về trường hợp cấp cứu của quý vị trong khi xe cứu thương được gửi đến quý vị. Quý vị sẽ được cấp cứu các hướng dẫn để giúp quý vị cho đến khi xe cứu thương đến. Hãy kiên nhẫn và tuân theo các hướng dẫn. Luôn luôn chờ xe cứu thương là tốt nhất hơn là cố lái xe riêng của quý vị đến bệnh viện. Các kỹ thuật viên y khoa cấp cứu đã được huấn luyện thành thực sẽ bắt đầu giúp đỡ quý vị ngay khi họ tới. Viên chức phụ trách thông tin về cấp cứu cũng sẽ gửi đến nhiều sự giúp đỡ hơn. Do đó, đừng ngạc nhiên khi thấy lính cứu hỏa và cảnh sát cũng đến nhà quý vị. Tất cả họ đều đến để giúp quý vị. Các kỹ thuật viên y khoa cấp cứu sử dụng cùng một loại thiết bị và điều trị được sử dụng trong phòng cấp cứu bệnh viện. Điều này có thể bao gồm chất lỏng, truyền qua tĩnh mạch, thiết bị theo dõi tim. Sau khi kỹ thuật viên y khoa cấp cứu đã bắt đầu giúp đỡ quý vị, họ sẽ đưa quý vị đến văn phòng cấp cứu bệnh viện. Tại đây các kỹ thuật viên y khoa cấp cứu sẽ chuyển viện, chăm sóc quý vị. Các dịch vụ cấp cứu thành phố Calgary, chúng tôi sẽ có mặt để giúp đỡ quý vị 7 ngày trong tuần 24 giờ mỗi ngày. Xin nhớ rằng sự giúp đỡ bắt đầu ngay sau khi quý vị gọi 911 và nhân viên được huấn luyện thành thực sẽ đến nhà quý vị để giúp đỡ quý vị ngay.